Thành lập năm 2010, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đến nay vẫn duy trì 40 đội viên chuyên trách. Ngoài ra, công ty còn bố trí hơn 100 người thuộc các bộ phận sản xuất tham gia vào lực lượng chữa cháy cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng này đã tham gia xử lý nhiều vụ cháy trên địa bàn, trong đó đã góp phần quan trọng dập tắt vụ cháy lớn ở xưởng chứa hơn 4.000 lốp xe tại Cụng Công nghiệp Hà Khánh, thành phố Hạ Long năm 2021. Chúng tôi thực hiện chế độ thường trực 24/24 với 3 ca và 5 kíp. Hàng ngày chúng tôi bố trí các kíp trực có tối thiểu là một tiểu đội chữa cháy để sẵn sàng thực hiện và xử lý kịp thời những cái đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Hàng năm, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sản xuất, cung cấp cho lưới điện quốc gia từ 7,5 đến 7,8 tỷ kWh điện. Công ty sử dụng một lượng lớn dầu FO, DO và than để đốt lò, phục vụ cho sản xuất điện. Với hệ thống thiết bị điện lớn, điện áp cao, nếu xảy ra chập cháy, có thể gây ra thiệt hại lớn. Vì thế, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được công ty hết sức chú trọng. Chúng tôi trong cái thiết kế dự án cũng đã có đầy đủ những cái hệ thống tự động báo động chữa cháy, nhưng chúng tôi vẫn phải có một cái lực lượng chuyên ngành để tập trung xử lý khi mà xảy ra những cái tình huống đó để đảm bảo cho an toàn cho con người và thiết bị giải cứu cũng như là cái việc mà cứu hộ cứu nạn khi mà xảy ra trong địa bàn. Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long, với tính chất nguy hiểm, nguy cơ cao trong sản xuất và kinh doanh điện, công ty cũng đã thành lập đội chữa cháy chuyên ngành từ năm 2019, hiện duy trì 41 đội viên. Trong đó có nhiều đội viên được đào tạo bài bản và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tham gia các vụ chữa cháy thì anh em cán bộ chiến sĩ trong đội chuyên ngành luôn luôn nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, và cũng như là trong mỗi vụ thì luôn luôn rút ra được những cái kinh nghiệm bài học để hoàn thiện tốt cái công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, toàn tỉnh có 64 đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 1.584 đội viên, 1.563 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn 24.000 đội viên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng thường xuyên tổ chức hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý, củng cố về tổ chức và duy trì hoạt động của các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, để lực lượng này thực sự trở thành cánh tay nối dài của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đảm bảo an toàn, xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh.